Alo. Alo ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, câu hỏi của cháu là cháu và bạn trai của cháu đã bên nhau được 3 năm rồi, thì cháu yêu người đó nhiều hơn nên là luôn tha thứ cho người đấy. Gần đây thì cháu và người đấy gặp chuyện là người đó đối xử quá lạnh nhạt với cháu, thì xong là cháu đã thử nói chuyện với người bạn trai khác để thử lòng người bạn ấy, thì cháu nói chuyện với người đó như là anh em thôi. Sau khi mà người bạn trai của cháu biết thì cũng giận lắm, và đầu tiên là tha thứ cho cháu, xong là sau lưng cháu thì lại đi yêu một người con gái khác, yêu nhau rất hạnh phúc, họ còn gọi nhau, họ đi chụp ảnh với nhau, rất tình cảm, họ gọi nhau là vợ chồng, mà trong 3 năm qua bọn cháu chưa hề được làm như thế. Sau khi biết được tấm ảnh đó thì cháu đã hẹn gặp 3 người, gặp nhau thì về sau người con trai đó đã chọn người con gái kia, và 1 tuần sau thì người con trai đó lại quay lại với cháu và bảo là người đấy yêu cháu và không quên được cháu ấy. Thì bây giờ cháu muốn cô cho cháu lời khuyên là bây giờ có nên quay lại hay không, hay là như thế nào ạ? Vâng, về cái câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn những cái lời khuyên bổ ích. Xin mời anh ạ. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Mấy em là bao nhiêu tuổi rồi? Em đang học lớp 12 ạ. Thế à? Thế còn cái thằng cu kia nó học lớp mấy? Cũng bằng tuổi cháu ạ. À thế à? Mày yêu 3 năm tức là vào lớp 10 là bắt đầu yêu đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà vì suốt 3 năm ấy gọi là yêu nhưng mà nó có lỗi với mình nhiều quá, đôi lúc nó cũng lấy lạnh nhạt, mình cũng mong muốn là nó được quan tâm hơn. Tất nhiên là ở cái tuổi học sinh thì nó cũng chừng mực, nhưng mà rõ ràng mình cũng phải cảm nhận thấy là cái tình cảm người ta dành cho mình nó phải mặn nồng lên. Ở đây thì đã không rồi. Thử vì đấy cho nên là mình mới làm một cái phép thử, là mình giả vờ với một người khác. Tất nhiên cái phép thử này phải rút kinh nghiệm, vì không ai thử thách cái tình cảm của người khác dành cho mình bằng cách là mình lại bỏ chạy đi, mình có quan hệ hay là ngay cả một động tác giả thôi với một người khác. Cái đấy rất là nguy hiểm. Đã có những trường hợp và xảy ra án mạng chỉ vì cái chuyện là cũng chỉ giả vờ cặp với người kia xem là người này có ghen hay không, nhưng mà không ngờ người kia lại ghen quá đáng, không làm chủ được bản thân, rồi cuối cùng đánh đấm đâm chém nhau. Rất là rút kinh nghiệm, lần sau không thiếu gì cách để thử tình cảm mà lại phải dùng như thế. Thế và cái anh người yêu ấy có thể này, một là anh ấy cũng gọi là yêu mình nhưng mà yêu chưa thực sự thắm thiết lắm, cho nên suốt 3 năm ấy cũng nó không bùng cháy lên được. Nó nhì nhằng túc tác, và cũng nhân cái đà này mình có bạn trai khác, trong lòng anh nghĩ là mình có bạn trai khác thì anh ấy cũng giải thoát được mình. Thôi cũng may quá, mình cũng đang định bỏ cô ấy nhưng mà cũng chưa có lý do, chưa có cớ gì, đợt này lại bắt được quả tang cô lại có bạn trai, thế thì nhân đây mà bỏ chưa chắc đã phải là mới, mà cũng đúng ý anh ấy thì sao, anh cũng rất là muốn như thế. Dạ không, nhưng mà lúc mà biết được chuyện đấy thì anh ấy lại bảo là người đấy lại tha thứ cho cháu ấy ạ. Làm sao mà phải tha thứ, có cái gì mà phải tha thứ đúng không? Gặp mặt 3 người, anh ta nói rằng anh ta rất hạnh phúc với cái người kia, anh ta chọn người kia, tức ngay trước mặt mình, sẵn sàng đánh đổi một cái mối tình 3 năm với một cái mối tình có thể mới quen biết. Trong vòng 1 tháng ạ. Thế thì nghĩa rằng là tuy tính của mình 3 năm nhưng mà nó không có đủ giá trị lớn để mà nó có thể níu kéo anh ấy lại. Thế còn cái chuyện mà sau đấy vài ngày mới quay lại nói rằng là tôi tha thứ cho cô, tôi vẫn còn yêu cô, phải xem lại. Có thể là tham cùng một lúc vì thấy mình vẫn còn yêu, cho nên là mặc dù có đã lựa chọn cô kia rồi nhưng có thể là vẫn quay lại lựa chọn mình thêm một tí nào hay tí ấy. Nhưng mà khi mà chúng cháu gặp nhau thì chính người đấy đã nhắn tin cho người con gái kia bảo là chia tay và không quên được em. Thế rồi thế thì mình lại quay trở lại này, rồi lại yêu nhau này, xong đột độ 3-4 tháng sau thì anh ấy vẫn cứ liên tục nhắn với cô kia, duy trì mối quan hệ với cô kia. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì với mình, thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì với cái cô kia. Và đến một hôm nào đó thì mình đang ngồi chơi, nhận một tin nhắn rằng là thật ra thì khi ở bên người kia anh mới thấy anh thực sự được yêu. Thế còn thì có lẽ chúng ta dừng lại ở tình bạn thì tốt hơn chẳng hạn. Nếu như lòng mình vẫn còn quý, còn yêu anh ấy thì cũng không thể chấp nhận một cách dễ dàng đâu.
Bởi vì người ta đã làm cho mình tổn thương trước mặt mình là người con gái mới học lớp 12 mà phải đi đôi co tranh giành, phải phân vua, phải phán xử một cái vụ gặp tay ba để mà xem ai thắng ai, thì phải nói rằng là với những cô con gái tự trọng á, còn lâu các cô mới chịu chấp nhận như thế, chẳng ấy thì thôi chứ mà việc gì mà mình cũng có cái giá của Nhưng mình. mà em lại yêu anh ấy nhiều hơn. Ừ, thế thì yêu thì đôi khi là cũng phải dám dũng cảm chấp nhận đến một lúc nào đó như này. Ừ, phải có thử thách. Anh nói là anh còn yêu, anh không quên được người kia. Vâng, nói như thế thì em biết như vậy. Em thực sự em cũng nói rằng em còn tình cảm với anh, nhưng mà cái hành động của anh đợt vừa rồi làm cho em thất vọng thế nào, em đau như thế nào. Và hãy để cho em có thời gian, cũng như là bản thân anh phải chứng minh cái tình yêu mà anh đúng là còn yêu em và không có dang díu gì với người kia thật. Chứ đừng có tha thứ dễ dàng bỏ qua vì yêu rồi mình cũng lại khổ chính vì cái đó đấy. Nhá. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.